Con Ngựa Nhà Phật, tác giả Hoàng Quốc Hải, chương 22. Từ bữa Khai Hoàng Vương đi bình dẹp các châu đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên trở về, không chỉ Khai Hoàng Vương được ca ngợi như một bậc vua sáng cho Mai Hậu, mà cả Ngô Tuấn, dù chỉ là được đặt cách đi theo Hoàng Thái Tử, tiếng tâm chàng cũng nổi lên như một tài năng hứa hẹn. Với Khai Hoàng Vương thì không phải đây là lần đầu tiên Hoàng Thái Tử lĩnh ấn Đại Nguyên Soái, mà là lần đầu tiên chàng tham gia hầu như tất cả mọi việc nơi tiền quân. Các quan phụ tá đều có ý nể trọng Hoàng Thái Tử, chứ không còn coi chàng như một thiếu niên 15 tuổi nữa. Quả nhiên, Lý Nhật Tôn vừa có thiên tư khác thường, lại vừa được vua cha rèn dạy chu đáo, nên kiến thức chàng đã vượt lên tầm tuổi tác. Với Ngô Tuấn thì lại khác. Ai cũng biết, Ngô Tuấn là con Ngô An Ngữ, nghe nói thuộc dòng dõi của Ngô Vương Quyền, và hiện nay chàng đang mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ làm cho các quan có sự cảm thông và yêu quý dòng dõi của chàng thôi, chứ chưa có gì khiến mọi người phải nể trọng. Ngay cha chàng, tướng Ngô An Ngữ, được các đồng liêu quý kính là ở đức tốt và lòng trung dũng, quả cảm. Điều đó đã được thể hiện trong việc tôn phò điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế năm Canh Tuất, lại trong cuộc đánh dẹp ba vương nổi loạn, cùng các cuộc bình dẹp từ Lộ Hải Đông đến Thanh Hóa, Diễn Châu, hoặc từ Tây Nông đến Lâm Tây, và cuối cùng là vào năm Tân Mùi 1031, Ngô An Ngữ bị bệnh mà thọ tử trên đường đi tuần thú miền biên địa ở Ái Châu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là lần đầu tiên Ngô Tuấn được đi đánh dẹp, cũng là lần đầu tiên Tuấn được trao quyền làm đô tướng quân. Vậy mà chàng lại tỏ ra quen thạo công việc chứ không hề bỡ ngỡ. Những đề xuất của chàng về các hướng đánh dẹp cũng như việc vỗ yên dân chúng, tỏ ra là người có am hiểu về đạo trị bình và là người có lòng khoan dung đối với kẻ lầm lỡ. Tuy còn rất trẻ, mới 19 tuổi, so với các bậc bề trên, có vị trải thờ mấy đời vua, chức tước và công lao trùm thiên hạ, thì Ngô Tuấn quả chỉ là một chàng thiếu niên búng ra sữa, má còn đầm lông tơ, chẳng ai để ý tới chàng. Song mới chỉ lần đầu xuất lộ, Ngô Tuấn đã chiếm được lòng quý trọng của mọi người. Lần đầu tiên chàng được trao một công việc lớn, tưởng như là quá sức, để khỏi phụ lòng tốt của Khai Hoàng Vương, Ngô Tuấn đã đón nhận trách vụ một cách vui vẻ và cố gắng đem hết trí tuệ, sức lực và cả danh dự vào công việc. Khen thay, với một thiếu niên mới lớn mà lâm trận lại không rối trí, mặt không hề biến sắc, và khi mọi việc đã thành tựu tốt đẹp, ai cũng tỏ lòng khen ngợi, Ngô Tuấn vẫn khiêm nhường cảm tạ, chứ không tỏ vẻ ngông ngạo hơn đời. Chính những đức tính đó lại càng biểu lộ Ngô Tuấn là một người có nhân cách cao, người có ý chí và khả dĩ đảm đương được những công việc lớn mai này. Tiếng đồn khắp kinh kỳ đến tai Tạ Đức. Thật ra Tạ Đức đã thầm đoán cháu ông trước sau cũng trở thành một bậc chân tài hữu dụng cho nước, nhưng ông không ngờ Ngô Tuấn nổi tiếng sớm thế. Ông biết Ngô Tuấn không chỉ có ý chí mà cả học thức y cũng hơn đời. Trong học hành, với các trẻ nhỏ khác chỉ mong hiểu được nghĩa lý của kinh văn rồi lại lo học thuộc, học để nhập tâm. Nhưng Ngô Tuấn thì lại khác, không bao giờ chịu hiểu theo một nghĩa mà cứ lật đi lật lại. Ngay học về binh pháp cũng thế, Ngô Tuấn thường đặt ngược lại những chuyện tưởng như đã an bài. Ví như trong Tôn Tử binh pháp có nói: thường các ngã đường đốt lửa nghi binh là không có quân phục. Ngô Tuấn hỏi: tại sao ta lại không cho quân phục ở những nẻo đường có đốt lửa? Như thế chẳng phải là đánh vào chỗ địch không ngờ thì chắc thắng sao? Một bữa Ngô Tuấn đi học võ về, vừa dựng thanh đao vào giá binh khí, liền trở ra nhà ngoài chào chú rể. Tạ Đức đang coi bộ sách thuốc của hoàng đế, ông dừng lại hỏi cháu về việc học. Vậy chớ trong thập bát bàn võ nghệ, cháu đã học đến đâu rồi? Dạ thưa chú, cháu mới học được vài bàn thôi ạ. Trước cháu nông cạn cứ nghĩ học võ thì nhanh lắm, rèn luyện cơ bắp, rèn luyện sức khỏe, rồi học vào các thế,
luyện cho tinh, thi đấu cho xuất sắc, rồi ra làm tướng, đứng đầu trăm quân. Ô hồ, Tạ Đức ngắt lời cháu, nếu chỉ có thế thì đời gọi là lũ võ biền thôi cháu ạ. Vâng thưa chú, thầy dạy cháu cũng nói như vậy. Thầy cháu còn bảo đó là cái nghề của bọn mãi võ kiếm ăn nơi đầu đường xó chợ. Thế thầy dạy cháu học như thế nào? Ông ấy mới đến đây mở lò võ được vài năm, nhưng bọn ta nhìn ông không phải là kẻ tầm thường đâu. Thưa chú đúng như vậy, thầy cháu phân làm hai loại học trò, cũng là tự thầy cháu chọn lọc ra sau vài buổi học, vài lần trò chuyện, phát vấn. Một lớp chỉ chuyên có luyện tập và giao đấu, lớp này đông nhất. Thầy chỉ giảng vắn tắt về cái đức của võ học, cái nghĩa khí của người có sức mạnh trong tay, cùng những quy tắc bắt buộc về đạo đức, về môn phái và không bao giờ được phép vi phạm. Ai phạm tùy lỗi nặng nhẹ mà chịu các hình phạt. Tội cao nhất là phải đuổi học, đuổi ra khỏi môn phái. Thầy cháu còn bảo những người đã phạm lỗi nặng như thế thì giang hồ cũng không chấp nhận nữa, chỉ có bán xới hoặc mai danh ẩn tích. Thế còn lớp kia thì sao? Tạ Đức hỏi cháu và ông bắt đầu để ý hơn về tư chất ông thầy dạy võ. Dạ thưa chú, một lớp nữa thì ít học trò lắm ạ. Chỉ được có dăm người thôi, thế mà thầy cháu còn kêu là đông quá. Cháu được thầy cho học lớp ít người. Vậy thế cháu được học những gì? Thưa chú, thầy cháu dạy về đạo của võ và đức của võ. Thầy cháu nói rất kỹ về vai trò của võ học trong việc trị bình thiên hạ, tức những giá trị xã hội và nhân văn do võ học đem lại. Tức nó là mặt kia của văn, chứ thầy cháu không nói gì về các giá trị của võ công hoặc sự chinh phục thiên hạ bằng sức mạnh của võ thuật. Thế thì ông ấy là bậc đại sư, cháu ráng mà lấy kiến thức của thầy. Nếu cháu học bằng cái tâm trong lặng, hẳn là cháu sẽ thành tựu, sẽ có cơ may trở thành bậc nhân tướng trong thiên hạ, trở nên hữu dụng cho nước. Dạ thưa chú, đúng như chú rằng, thầy cháu thường dạy, muốn học được điều ngay chính, trước hết phải định được cái tâm, phải chính được cái tâm. Nếu tâm mà không yên định thẳng ngay, thì mình dù có nhìn cũng chẳng thấy, nghe mà chẳng tường, ăn mà chẳng biết vị, biết mùi. Ta hơi tò mò, vậy chứ ông ấy có dạy chút gì về võ thuật không? Hay truyền chỉ dạy về võ công tâm thuật? Dạ thưa chú, chúng cháu có được học từng bài một, được thầy dạy cho vài chiêu thức cơ bản, sau đó thầy dạy bằng đồ giải, bởi nó biến ảo khôn lường. Chỉ có đồ giải mới nhớ được và mới so sánh được sự biến hóa của các chiêu thức. Tuy vậy thầy cháu lại nói, nếu quá lệ thuộc vào các chiêu thức, có khi lại khó bề thủ thắng, nhiều khi vô chiêu lại thắng hữu chiêu. Ta chưa từng được thấy một ông thầy dạy võ nào lại có tư chất của một bậc thức giả như ông này. Phần nhiều các võ sư chỉ chăm chú dạy các thế võ, các tiểu xảo để hạ độc thủ đối phương, coi trọng môn phái của mình một cách thái quá, và chỉ có mình mới là danh môn chính phái, còn các môn phái khác đều là bàn môn tả đạo. Ta coi các bậc võ sư đó thật chẳng hơn mấy tay mãi võ Sơn Đông thường qua nước mình kiếm sống, chỉ ba hoa cái lỗ miệng với vài miếng vỏ như mèo vờn, khỉ múa. Những thầy đó dù có quấn dạy bao nhiêu cũng chỉ cho ra lò một lũ võ biền mà thôi. Ồ thưa chú, thế thì bữa nào chú phải đến thăm thầy cháu đi. Thầy cháu cũng nói như chú về cái đạo của võ học, đạo của người làm tướng. Thầy cháu giảng bàn, lũ chúng cháu nghe mãi mà không biết chán. Thầy cháu bảo đời nhầm lẫn, kẻ sĩ ngộ nhận, mở miệng nói vài câu đạo lý, tức là chỉ nhai lại ý tưởng của người xưa, đã tự đắc coi mình là bậc cao siêu, đệ nhất mà coi thường thiên hạ. Chợt bàn đến nghiệp võ, đã võ nhếch mép coi thường, tặc lưỡi chê luôn ai đó là võ biền. Thực ra nghiệp võ chân chính, tướng tài lỗi lạc, không phải kẻ sĩ nào cũng bén mảng tới được, triết gia nào cũng với tới được. Tướng võ chân chính thực tài thì phải trau dồi sự học, sự hiểu biết, sự từng trải gấp nhiều lần tướng văn.
Tướng văn là phải thông hiểu kinh văn, quán thông thời thế. Tướng võ cũng đòi hỏi sự tinh thông như tướng văn. Ngoài ra còn phải kim thông các khoa địa lý, địa hình, thiên văn, thủy văn. Phải thông bát mưu thuật, dụng binh từ cổ chí kim. Lại phải biết địch tình rõ nét, biết sở trường, sở đoản của binh pháp nước địch, biết tài năng mạnh yếu của viên tướng, của đội quân mà mình đang đối mặt. Người làm tướng nắm trong tay vận mệnh không chỉ một đội quân, mà chính là nắm sinh mệnh của cả một dân tộc, cả một đất nước. Mỗi sa sẩy, sa cơ là đem cả một dân tộc, một quốc gia làm mồi cho giặc. Mất nước về tay giặc, tội lớn không kể xiết. Một sứ mệnh cao cả như vậy, thử hỏi bọn võ biền làm được ư? Kẻ sĩ đánh giặc mồm gánh vác được ư? Cho nên thầy cháu nói, ta dạy các trò để sau này ra làm tướng thực sự, gánh vác việc nước thực sự, nhưng cũng còn nhờ vào hồng phúc của nước. Nếu như các trò có cái tâm lớn, tức là có lòng yêu nước thương dân, để có thể xả thân vì nước, lại cũng phải có chí lớn, tức cái ý chí dám đứng lên đầu con sóng bạc, cưỡi cá kình xông ra biển cả. Nhưng hơn hết, phải biết liêm sĩ, phải biết rửa cái hận nô lệ cả ngàn năm, để không bao giờ cho nó được phép tái diễn nữa. Nếu có được những con người như thế miệt mài rèn giũa, trong vòng vài chục năm nữa, nước ta có cơ may xuất lộ được một vài vị tướng tài vào bậc nhất tướng, tưởng cũng đủ đưa đất nước lên đài vinh quang. Nhưng khó lắm. Thầy cháu lắc đầu, người đưa mắt nhìn như nhìn vào cõi hư vô rồi nói tiếp: tiếc thay, loại tướng cướp, loại võ biền, loại ngụy quân tử, sĩ tiểu nhân cứ xuất hiện nhan nhản. Còn như các bậc tướng tài vào loại trí tướng, nhân tướng, cũng như các bậc sĩ quân tử, vẫn khó kiếm tìm như sao buổi sớm. Nghe cháu nói xong, Tả Đức trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn ông vỗ vai Ngô Tuấn với vẻ thân tình và bằng giọng nghiêm cẩn, ông nói: ta thật mãn nguyện khi tìm cho cháu được một bậc chân sư như thế để cháu theo học. Ráng mà học lấy cái đạo học ở nơi thầy, học lấy cái tâm thuật ở nơi thầy. Nếu cháu học bằng tâm, chắc cháu thành tựu. Phúc nhà họ Ngô còn lớn lắm thầy. Mà cũng đúng thôi, dành lại mảnh giang sơn gấm vóc của tổ tiên sau hơn 1000 năm chìm đắm trong đêm trường tâm tối bởi ách đô hộ của người Tào, công ấy thuộc về Ngô Tiên Chúa. Vì vậy cái đức của ngài để lại cho con cháu là lớn lắm, trường cửu lắm. Như chợt nhớ ra, Tạ Đức lại hỏi cháu: khóa học thầy đồ ẩn trên bái ân bao giờ thì mãn? Cuối năm mà. Vậy là cháu theo học cụ được mấy năm cả thảy? 7 năm mà. May thầy, cha cháu lại chọn được đúng trường cụ đồ ẩn, người vừa hay chữ, vừa có nhân cách và bậc nhất đất Thăng Long hiện nay. Cụ ẩn là người có vai vế trong hoàng tộc mà không đòi hỏi một ly lợi lộc nào, không khoe cậy một ly nào về thân thế, về dòng dõi, gia tộc. Đúng là nhân cách cao thượng của kẻ sĩ quân tử. Một bữa Ngô Thị khép nép nói với phu quân: thiếp có một việc, bấy lâu vẫn băn khoăn, nay mạnh dạn xin tỏ bày, mong được chàng chỉ bảo. Ta chứ có phải ai xa lạ mà phu nhân cứ khách khí. Thiếp chỉ muốn hỏi chàng về thằng cháu Ngô Tuấn. Ồ, thằng bé ấy tương lai rực rỡ lắm. Ai mà không biết, sao nàng còn phải hỏi ta? Nàng chẳng thấy sao cuộc nó được khai hoàng vương cho theo hầu dẹp loạn, trở về kinh, tiếng tâm nổi như cồn, nghe đầu đã đến tai hoàng thượng. Dạo ôi, cái chuyện gần vua gần chúa đâu phải là chuyện cần thiết, cần bàn của lũ đàn bà bọn thiếp. Gần lửa thì rát mặt, phúc đấy, họa cũng nằm ngay đấy. Thiếp chỉ muốn trình với chàng một ý, rằng thằng cháu Tuấn nó cũng đã lớn, dáng vóc cũng dễ coi, lại đã sắp sang tuổi 20 rồi. Anh chị thiếp chẳng may sớm thất lộc, nếu không thì thằng bé cũng đã yên bề gia thất. Nay sắp mãn tang chị dâu thiếp, thiếp định bàn với chàng để kiếm cho nó một người nội tướng, vì nó là đứa đầu đàn,
để rồi nó còn có trách phận chăn dắt em nó nữa. Được thế, anh chị thiếp ở suối vàng chắc cũng đẹp lòng. Vả lại, vào tuổi đại hoàng nam mà chưa lập gia đình cũng là một sự phạm luật. Ta cũng chớm nghĩ tới chuyện đó, nhưng phu nhân đã để mắt tới đám nào chưa? Việc này phu nhân không phải băn khoăn chi cả. Phu nhân là cô ruột, coi như là cha của Tuấn. Còn ta xưa cũng có giao tình với Ngô tướng quân, nay lại là chú rể của Tuấn, thì việc ta và phu nhân gây dựng cho Tuấn là việc đương nhiên. Ai cũng thấy cái nhẽ đời phải vậy. Song ta cũng muốn lưu ý phu nhân một điều, là phải kiếm được chỗ môn đăng hộ đối. Nhà mình với nhà họ phải tương xứng. Vợ của Ngô Tuấn phải là người đảm, biết tề gia nội trợ, biết đạo nghĩa, biết cư xử, để Tuấn an tâm theo đội nghiệp lớn. Ngô thị tỏ vẻ lúng túng, bà hơi đỏ mặt rồi ngập ngừng nói: "Thiếp cứ mạnh dạn bày tỏ, được thì phu quân để, chẳng may nó có sai phạm điều gì thì xin phu quân tha cho thiếp phận đàn bà ngu dại." Phu nhân cứ nói, đây là ta bàn với nhau chứ đã quyết đâu mà lo. Dạ thế thì thiếp cứ xin nói thật, phu quân bỏ lỗi. Chẳng là từ hồi thằng cháu Ngô Tuấn về ăn ở nhà mình, thỉnh thoảng đi lại đằng nhà cư sĩ Tạ Minh Châu, anh em họ của phu quân, thiếp thấy ái nữ của cư sĩ được cha cho ra pha trà hầu khách. Thiếp có phờ hỏi danh tính, lại hỏi tuổi, mới hay Thuần Khanh tuổi Nhâm Tuất. Thấy Thuần Khanh nhan sắc thùy mị, tính nết hiền thục, lại được cha dạy cho biết chữ, cho đọc kinh sách, sớm tỏ là một trang nữ lưu. Thiếp đã thầm nghĩ, giá như họ Ngô nhà thiếp có phúc, xin được Thuần Khanh về làm dâu con thì không còn gì bằng. Nhưng lại trộm nghĩ, Thuần Khanh được sống trong sự nuôi nấng bọc đùm của cha mẹ, có anh chị em vui đùa như tre ấm bụi, như măng mọc thẳng. Còn thằng bé Ngô Tuấn thì coi cúc, chẳng biết ông bà có thương cho. Vì vậy thiếp cứ giấu kín ở trong lòng, nay mới dám thổ lộ với phu quân, xin chàng tha tội. Nghe phu nhân nói xong, Tạ Đức cười lớn: "Thì ra ta và phu nhân cũng có cùng ý nghĩ giống nhau. Ta cũng nghĩ đôi trẻ ấy mà phải duyên thì đẹp đôi quá. Hai đứa cùng đẹp người đẹp nết. Thôi được, nếu phu nhân đã để mắt tới đứa con gái nhà họ Tạ, ta xin đứng ra làm mai làm mối. Để ta thử so tuổi, Ngô Tuấn tuổi Kỷ Mùi, Thuần Khanh tuổi Nhâm Tuất. Vậy là Ngô Tuấn hơn Thuần Khanh 4 tuổi. Đôi tuổi này không hợp, nhưng cũng không xung." Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải. Truyện do Alphabet và website hotmix.com thực hiện.